Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Trong cái ngày hôm qua là ngày thứ bảy, cũng là một cái ngày nghỉ cuối tuần thì tôi cũng đã thử chơi cái con thần chết Sanbo Exit và kết hợp với cả cái bộ đỏ để xem là thực sự cái sức mạnh của nó mạnh đến cỡ như nào. Thì hôm qua phải nói thực sự là nó rất là mạnh, rất lực luôn. Thực sự là một chiến thần ở trong cái meta mới, nó rất là mạnh ở trong cái tầm giá 2 tiền đấy. Thì hôm qua tôi đã thử và có rất nhiều anh em mong muốn là ngoài kết hợp với cái bộ 6 đỏ thì tôi thử làm kết hợp với cái bộ Warlock để xem là ở trong cái bộ Warlock cái con tướng này nó có mạnh bằng cái bộ 6 đỏ không đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi cái con này và xây dựng làm nào để chuyển nó sang cái bộ Warlock kết hợp với bộ Warlock để xem thực sự là cái sức mạnh khi mà kết hợp với bộ Warlock với việc là hút máu của đối thủ, hấp thụ máu của đối thủ, tăng máu lên một cách từ từ đấy, nhưng mà sẽ có một cái lượng máu tối đa nó sẽ về late game nó sẽ cao hơn so với bộ 6 đỏ ngay từ đầu đấy. Thì để xem là như thế nào thì nó mạnh hơn anh em nhé. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu thôi. Let's go. À, và trước khi đến với cái video clip ngày hôm nay thì tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn từ các anh em sau đây. Tôi xin được cảm ơn anh em Sơn, anh em Thiên 7624, anh em Vũ Trọng Tín, anh em Đức Nguyễn, anh em Trần Mạnh, anh em Huỳnh Hoàng Anh, anh em Long Nguyễn và anh em Giang Ngô. Cảm ơn anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Tôi phải tâm sự thú thật với các anh em là bây giờ ở trên kênh của tôi ấy, các anh em hội viên ấy, gia nhập hội viên mới thì cũng không còn nhiều đấy, rất ít, thậm chí là có tháng không có ai mới cả đấy, người cũ lần lượt ra đi đấy, nhưng mà có các anh em ở lại vẫn tiếp tục gắn bó đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh thì thực sự là rất là quý báu đấy. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh em nhé, cảm ơn anh em rất nhiều. Có rất nhiều các anh em đã coi như là đăng ký hội viên nhưng mà bây giờ họ không có chơi cái con game này nữa, nên là cái việc mà họ bỏ cái đăng ký hội viên thì nó cũng là điều bình thường, mà cho thấy là game có vẻ đang có cái chiều hướng đi xuống đấy anh em ạ. Đấy, cái lúc mà game đi lên thì tôi cũng biết là nó đang có dấu hiệu đi lên, và cái lúc mà game đi xuống thì tôi cũng có nhận thấy là nó có cái dấu hiệu đi xuống. Tất cả nó được đánh giá qua cái việc là người ta có xem nhiều cái nội dung này không. Đấy, và cái việc đăng ký hội viên nó cũng phản ánh phần nào anh em ạ. Đấy, tôi đánh giá được là cái có vẻ như game này nó đang đi xuống. Không biết là các anh em ở kênh khác thì thế nào, chứ còn tôi thấy là cái đợt này sau khi update ấy, là có vẻ như là có rất nhiều người bỏ game. Đấy, tôi cũng không hiểu tại sao, chứ còn bản thân tôi thấy là sau update là game rất hay, thậm chí là còn hay hơn trước. Có thể là một phần nào đấy là do có cái tác động của cái game TFT, tôi nghĩ là như thế. Nhưng mà thôi không sao cả anh em nhé. Đấy, chúng ta vẫn, cái trò này nhà phát triển vẫn còn đang phát hành thì chúng ta vẫn có thể khai thác nội dung từ nó. Đấy, đặc biệt là tôi thì tôi vẫn chưa có cái ý định là tôi bỏ game này đâu. Bởi vì là thậm chí là ở trên kênh của tôi ấy, có những anh em mà anh em bỏ game lâu rồi, anh em không chơi game này nữa, nhưng mà anh em vẫn tiếp tục đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh đấy. Đấy là cái sự yêu quý của anh em dành cho tôi. Và anh em vẫn xem những cái video clip về cái bộ môn này. Đấy, mặc dù là anh em không chơi nữa. Phải thú thật với anh em là không chỉ một hai người đâu mà rất nhiều người như thế. Đấy, thế nên là tôi vẫn tiếp tục là tôi làm. Mặc dù là có thể là tôi phải khẳng định với anh em là cái đợt này ấy, view là rất là thấp và thu nhập thì gần như là nó là cái con số là nó rất thấp, nó không đáng để bỏ quá nhiều thời gian vào cái việc làm video clip để kiếm tiền. Đấy, tôi phải nói thật với anh em là như thế, nhưng mà vẫn cố gắng để ra video clip. Nếu mà không đều thì nó cũng sẽ vẫn có những cái video clip cách nhật. Đấy, để phục vụ anh em nha anh em nhá. Rồi, đầu game thì tôi cứ pick thêm mấy con warrior vào anh em ạ. Đấy, anh em thấy là chỉ có hai con một sao thôi nhưng mà thực sự đập rất lực luôn. Đầu game thì chúng ta cũng chưa cần phải kết hợp với god vội. Mạnh nhất thì nó vẫn cứ là 6 warrior. Đấy, 6 warrior ở level 6 là có 6 warrior, lên level 7 thì chúng ta có thể kẹp thêm glacier vào hoặc là kẹp thêm beat vào. Nhưng mà vốn dĩ 6 warrior là nó đã có 2 bit rồi. Và 2 bit kẹp với 2 đỏ rồi. Nên là thực sự là cái bộ warrior nó kết hợp vào nó rất là mạnh. Ui dồi ôi, anh em ơi, nhìn nó bổ kìa. Thực ra ấy là cái con này này,
nó kết hợp với bộ Warrior, nó bổ sung cái lượng đam cho bộ Warrior, nên là cái bộ Warrior nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Warrior nó chỉ thiếu đam thôi anh em ạ. Cái lượng đam đến từ Berserker ở giai đoạn đầu game mà gánh, chứ còn tôi thấy là ở trong cái bộ này có rất ít con có thể gây được cái lượng đam AOE mà diện rộng mà lại gây đam lớn thì không có. Swordman 2 sao thì nói chung là cũng tạm tạm. Đấy, nhưng mà nếu mà để so sánh đam của Swordman 2 sao và đam của cái con Sandbow Exit thì thực sự là thần chết của chúng ta vẫn kinh khủng hơn rất nhiều. Bằng mức giá 2 tiền. Kết liễu đối thủ nhanh, tiêu diệt gọn chứ không có lề mề như cái con Swordman. Thật sự là ui dồi ôi anh em ơi, nhìn kìa. Anh em chỉ cần có hai con một sao thôi, hai con nó bổ một phát xuống là chắc chắn là cái con đứng trước mặt là ra đi. Bay màu rất mạnh luôn. Và tôi lại đang có chuỗi dã man. Đấy, đã có chuỗi rồi đấy. Meta Hunter nhưng mà lại không hề Hunter tí nào nhá. Bây giờ cái tầm này, cái con này mà nó lên được 6 Warrior thì cái giai đoạn giữa game cũng không có ngắn 6 Hunter lắm đâu anh em ạ. Warrior là có sợ đâu. Đấy, nên là nếu mà chúng ta chơi, chúng ta kết hợp cái con này. Nhiều anh em chơi cái bộ này nó kiểu vào trong game xong rồi eco luôn, xong rồi kết hợp với đỏ ấy, thì cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ là con này nó cũng không yếu đến mức là chúng ta cần phải eco. Đấy, thậm chí là chúng ta có thể oánh chuỗi tháng vô tư anh em ạ. Chỉ cần là anh em ra được cái con hai con nhá, hai con thần chết sớm giai đoạn đầu game thì cái câu chuyện đánh chuỗi thắng nó rất là ok. Đấy anh em như này, trời ơi, hai con nó bổ xuống thì gần như là đã chết hai con rồi. Đối thủ là chúng ta bằng cái số lượng quân là 6 con nhưng mà chết hai con giai đoạn đầu game và cái lợi thế là rất lớn. Thậm chí là tôi còn chưa có 6 Warrior đâu. Nhưng mà ở đây là kết hợp với cả Warlock rồi kết hợp với cả Beat nữa, kết hợp với đẻ nữa. Và vào trong game thì cái khoảng cách chênh lệch giữa cái số lượng tướng nó cũng sẽ rất lớn. Khi mà vào game phát là hai cái con thần chết nó đã bổ chết một con đến hai con rồi. Nó gọi chấp tướng luôn ạ. Đối thủ chấp tướng mình luôn. Rất khỏe. Cái con này hôm nay chúng ta sẽ kết hợp với Warlock anh em nhé, chứ còn không kết hợp với đỏ nữa. Đấy, và trước khi mà chúng ta chuyển sang cái bộ Warlock ấy, cái bộ Warlock là một cái bộ mà đánh siêu lít game mà đánh vừa level 10, tức là nó rất là khó có thể lên, đúng không anh em? Đấy, 9 con thì chúng ta chỉ có là 6 Warlock kết hợp với 4 gót thôi, chứ còn chúng ta chưa có kết hợp được với cái con thần chết này đâu. Đó, nên phải đánh ở level 10. Và nếu mà nói là đánh ở level 10 ấy, tức là một cái đội hình mà đánh ở siêu lít game, đánh ở cái giai đoạn cuối của game này nó rất lâu. Đây rồi, Sandbow Exit là nó đã lên được 2 sao. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đấy thì cái đội hình này nó đánh ở level, tức là level rất cao, level 10. Nghĩa là trước khi chúng ta lên được level 10 thì chúng ta sẽ phải đá qua một chút cái bộ Warrior. Thì cái đường lối build ấy, đường lối build thì tôi cũng xin chia sẻ luôn cho anh em. Chúng ta build một cách có khoa học thì chúng ta sẽ giữ được máu và chúng ta sẽ ok. Đấy, thì đường lối build ở bộ này không phải là cứ là eco hoặc là ra những cái con Warlock thì chúng ta mua và chúng ta nhét vào. Bởi vì như thế thì chúng ta sẽ rất khó để chúng ta có thể lên được level 10 một cách là nó coi như là suôn sẻ, trôi chảy và dễ dàng để có thể làm được cái bộ này. Đấy, chúng ta sẽ phải kết hợp với những cái bộ khác nữa. Đấy, và cái bộ mạnh ở giai đoạn giữa game ấy thì tôi nghĩ là lên có cái chiều hướng build theo là Warrior anh em nhá. 6 Warrior trước, 6 Warrior kẹp Beat kẹp với cả Warlock kẹp 2 Glacier, chúng ta phải đánh ở level 7. Level 7 là đủ rồi. Level 7 thì sẽ không có Warlock. Lên level 8 thì sẽ có Warlock. Level 7 thì sẽ là 2 Glacier, 2 Beat, 2 đỏ. Đó. Tôi nghĩ là sẽ là build như thế, nó sẽ là mạnh ở giai đoạn giữa game đã. Trong cái giai đoạn đó mà chúng ta lên được cái đội hình như thế thì chúng ta có thể trụ được với những cái bộ Hunter. Sau đó chúng ta lên đến level 8, level 9, level 8 thì chúng ta có thể chuyển sang chơi God Warrior. Hoặc nếu mà chưa có God ấy, đấy, thì chúng ta có thể chơi
nó sẽ là kết hợp với thêm Warlock vào trong cái bộ vừa nãy tôi kể. Tức là nó sẽ là hai Warlock kết hợp với hai Beast, kết hợp hai đỏ và hai Glacier, 6 Warrior. Đó chính là cái bộ tương đối mạnh ở cái level 8. Lên level 9 thì chúng ta sẽ chuyển dần sang là 6 Warrior kết hợp với 4 cái con God. Đấy, và kèm thêm đấy là có thể nhét thêm được một con ác mộng vào, hoặc là một con có thể là bất cứ một con nào trong bộ Beast cũng rất là ok. Kết hợp với cả Warrior cũng rất trâu, tung trưởng liên tục. Đấy. Sau đó là lên đến level 10 thì chúng ta mới có thể là chuyển sang 6 Warlock kết hợp với cái con Sunbow Acid. Đó. Tất nhiên là cũng có một cái vài trường hợp là chúng ta đánh ở level 9, chúng ta bỏ cái con Sunbow Acid ra, chúng ta cho cái bộ 6 Warlock kết hợp với 4 God vào, chúng ta chơi bằng co tạm thời, nó chính là cái con ác mộng anh em nhá. Đó. Rồi. Cái chiều hướng là nó sẽ là build như thế, nó có cái công thức sẵn rồi, chúng ta chỉ việc làm theo thôi. Ok. Đấy, build nó cũng sẽ phải có khoa học thì chúng ta sẽ chơi một cách rất là dễ dàng. Xây dựng có khoa học anh em nhá. Chúng ta xây dựng, chúng ta không xây dựng đội hình một cách vô tội vạ. Đấy, chúng ta có thể là chúng ta chơi hay, chúng ta tận dụng được những cái con mà chúng ta được cho, nhưng mà nó vẫn phải theo một cái đường lối, nó cũng sẽ phải có theo. Ô, đây là anh em thấy không? Đấy, bây giờ ra hai con Doom này chắc chắn là sẽ phải tận dụng vào trong bộ 6 Wario rồi. Quá tuyệt vời. Rồi. Trong cái trường hợp nhá, đây, nếu mà trong cái trường hợp mà không ra Wario, anh em biết tôi sẽ chuyển sang cái gì không? Trong trường hợp không ra Wario mà tôi có sẵn cái con người đá đấy, Stone Spirit, thì tôi sẵn sàng round này nhá, nó ra thêm con Thunder, tôi sẵn sàng là tôi sẽ pick thêm con Phượng Hoàng vào nữa. Chúng ta sẽ chơi là God kết hợp với 4 cái con thuộc tộc Spirit. Đấy. Nhưng bây giờ nó ra Wario rồi, nên là thôi, ra Wario thì chơi Wario luôn. Ok. Đấy, chúng ta đang đi đúng đấy anh em ạ, đang đi rất đúng luôn. Đây này, Warrior này, đây là một cái cú tận dụng là rất chuẩn bài. Rồi, bán con này đi. Chúng ta chỉ cần 6 con Warrior thôi, và nó đã có đủ 6 con, nên là tôi sẽ không cần cái con người đá nữa. Nó không lên được 2 sao, chúng ta bán đi luôn anh em nhé. Rồi. Đấy, ra được con thuyền trưởng này, ra được con Doom. Đội hình là đã có những cái khống chế ở đây. Chúng ta có 3 khống chế. À không, thực ra là bây giờ thời điểm hiện tại là không phải là 3 khống chế, mà là tới 5 khống chế anh em nhá. Đấy, Kunka tính là cái thuyền là khống chế này. Con Doom cũng có một cái khống chế là cái khóa skill đấy, câm lặng anh em nhá. Tutka cũng là một cái khống chế nhẹ. Lọc cọc của Witchdoctor đương nhiên rồi, nó cũng là sẽ làm cái khống chế. Và cuối cùng là con Axe, một cái khống chế xuyên BKB khá là mạnh. Đấy, chúng ta có tới 5 cái khống chế. Vừa nãy là tôi còn có một cái khống chế nữa là từ cái con người đá, nhưng mà con thuyền trưởng nó ra nó thay thế rồi. Ok, round này chúng ta sẽ phải chọn đồ, và đây nó là cái món đồ blue đầu tiên. Một món đồ xanh dương. Ok, round này có thể up cấp và chơi hai Glacier kẹp với cả Warlock anh em nhá. Đây, nó vẫn sẽ có hai Beast. Đấy. Vẫn sẽ có hai Beast, 6 Warrior và hai Warlock. Đó, tận dụng rất khéo luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy đồ, không có gì random đâu. Ok. Ra vừa rồi là tôi có ý định là sẽ tìm những cái món đồ chống chịu thôi, chứ còn tôi không có lấy những cái món đồ đam. Thì random nó lại ra cái trừ giáp, thì thôi cái món này có thể chơi tạm, tí nữa tôi cũng sẽ rèn nó thôi. Rồi. Round này chắc chắn là tôi sẽ cắt chuối ăn cái chuỗi này rồi. Tôi có một cái đội hình ở đây, nó là 6 Warrior kết hợp với cả rất nhiều những cái Celesi như là Exit, à sorry anh em, như là Warlock, như là Beast. Đấy. Glacier. Rồi, bây giờ bắt đầu mua những con God vào để chuẩn bị lên level 9 để chơi God nhá anh em nhá. Bây giờ đang giữ chuỗi rất ok luôn, chưa thằng nào cắt được cái chuỗi này, dã man thật.
cái con Sanbou nó thực sự nó đang gánh tôi rất là nhiều. Lên 2 sao thôi mà gánh thật sự luôn ấy. Cái con này thì tôi khuyên anh em đấy. Cái clip trước thì tôi khuyên rồi, nhưng mà cái clip này tôi cũng xin khuyên lại các anh em là như thế này. Là cái con này nó lên 3 sao ấy, cái sức mạnh của nó tăng lên so với cái con 2 sao nó không nhiều đâu anh em ạ. Đấy, nên là anh em hãy đánh cái con này kẹp vào. Ví dụ bộ đỏ thì anh em hãy đẩy cấp lên thật sớm lên 10 để nó phát huy tác dụng của cái xe Legi của nó. Ở trong cái bộ Warlock này cũng thế, tôi sẽ đẩy nó lên 10 thật là nhanh để tận dụng cái xe Legi của nó thì nó mới mạnh được. Chứ con này ấy, nó lên 3 sao ấy thì cái sức mạnh nó gia tăng tôi nghĩ là đáng kể, nó chỉ ở cái AOE của nó. Cái đánh lan của nó sẽ lên là tới ô thứ 3 rưỡi, tức là nó gần 4 ô. Đấy. So với cái việc là chỉ có 2 ô ở level 2 thì nó tăng thêm 1 ô, tức là một cái vòng xung quanh luôn đấy. Nên là nó rất là lợi thế ở cái AOE. Nhưng mà cái lượng đam nó gây ra thì nó cũng không nhiều hơn so với cả 2 sao đâu anh em. Không nhiều hơn là mấy nhá anh em nhá. Một cái là từ 200 lên 300 đam thôi, nó chỉ có thêm 100 đam thôi anh em ạ. Nó không đáng kể bằng cái việc là anh em thêm được 6 đỏ. 6 đỏ hoặc là 6 lock, nó khác hẳn luôn. Khi anh em lên 6 đỏ cái lượng máu của anh em nó gia tăng lên là một phát là từ 2000 máu lên 5000 máu luôn. Thì cái lượng đam gia tăng nó sẽ là thêm 500 đam so với cả cái việc là anh em chơi một con 3 sao thì rõ ràng là lên cái bộ xe Legi nó mạnh hơn hẳn nha anh em nhá. Đó, nên là anh em tính toán thật là kỹ. Đấy, cái bộ 6 đỏ thì con này kết hợp vào chắc chắn là nếu mà máu anh em dưới 20 máu là nó sẽ lên là trên 5000 đam. À 5000 máu ấy, là nó bổ một phát là rơi vào đâu đấy tầm khoảng 1k đam cho một con. Đấy, nếu mà đứng chùm vào thì là mỗi con là ăn từng đấy lượng đam đấy anh em ạ. Mạnh lắm. Những cái con xung quanh ấy nó không khác gì những cái con mà nó bị bổ trực tiếp. Không như một vài những cái con tướng khác là cái con mà bị bổ trực tiếp thì cái lượng đam của nó là to, còn những cái con xung quanh nó chỉ gây ra một cái lượng đam vừa phải. Thì con này là cái lượng đam nó là như nhau. Các cái con mà xung quanh cái con bị bổ đầu ấy, ký đầu ở bởi cái lưỡi hái, nó cũng sẽ nhận cái lượng đam y hệt như cái con mà bị bổ đầu. Nên là nó đam nó rất to anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi đã có thể là giữ chuôi tận đam 19 rồi. Rất khỏe. Thực sự ở những cái con mà nó đứng sát vào cái con trước mặt cái con Sanbou này, này thì chắc chắn là một bổ là chết. Ui rồi, rơi ra cái gương anh em ạ. Ngon. Cái gương. Nhưng mà cái con này nó có một cái là cái gương này là khi mà cầm gương thì cái con những cái con bóng của con này nó không bổ được. Chứ còn nếu mà cái con bóng của con này mà nó bổ lựa được nữa thì nếu mà cái skill của cái con này nó không mất mana mà nó chuyển sang skill bị động ấy, thì khi mà sử dụng gương là nó có thể bổ được. Ở cái bóng nó có thể tung được skill thì đúng là kinh khủng. Kinh khủng luôn. Vô địch trong cái thể loại con game này luôn. 2 tiền giá rất rẻ nhưng mà sức mạnh thì bằng cái con 6 tiền. Gương mà lúc đấy trở thành cái món đồ hot nhất ở trong game. Chấn phái luôn. Nhưng mà con này nó là skill của nó là skill bị động, à chủ động anh em ạ. Đây là những cái bóng của nó không bổ được. Đấy, bây giờ chỉ cần chuyển sang skill bị động thôi là những cái bóng này nó sẽ bổ được luôn. Cái gương là chắc chắn là sẽ không có tung được skill ở trong những cái bóng nhá anh em nhá. Đó. Và có một cái à đúng rồi. Tôi có một cái lưu ý nữa. Cho các anh em mà chơi con này đấy chính là cái món đồ bất diệt ấy. Thì nó có một cái lưu ý là như này, nếu mà anh em chơi cái bộ gót đỏ thì anh em phải hết sức lưu ý là nếu anh em có cái đồ hồi máu ấy. Anh em có món đồ hồi máu là cái mặt nạ hồi máu thì anh em mới lấy bất diệt nhá anh em nhá. Chứ còn nếu mà anh em không có cái món đấy thì anh em đừng lấy bất diệt. Lý do tại làm sao mà lại như thế? Từ từ đã. Round này. Chỉ là nhiều mết,
chữa lành nhiều mết thì tôi sẽ lấy cái kháng phép nha anh em nhá. Quả cầu vực thẳm kháng phép đi. Trận này khá là nhiều người chơi bắn trưởng nên là chúng ta sẽ lấy những cái món đồ kháng phép nhiều hơn, chứ không lấy đồ chống vật lý. Chọn đồ nó cũng rất là quan trọng đấy anh em ạ. Đấy, tôi hiện tại là tôi đã kết hợp với 4 God, kết hợp với Warrior rồi, 6 Warrior rồi. Nên là cái việc chống chịu vật lý nó khá là cao rồi. Chúng ta tăng cường khả năng kháng phép thôi. Ok, ra ngoài lên 9. Con sâu có thể tôi sẽ bán đi để tôi mua con Shadow Devil. Sâu tí nữa tôi sẽ thay bằng ở trong cái trận đó là có Bad Omen anh em ạ. Nên là tôi sẽ thay thôi. Nó không cần phải là lên 2 sao. Con này nó chỉ kích hệ thôi. Đấy, còn chia sẻ một chút anh em nha, là cái lấy đồ nó khá quan trọng đấy. Với những cái bộ như bộ gót đỏ ấy, nếu mà anh em chưa có mặt lạ hút máu cuối ấy, cái đồ món đồ cam hút máu ấy, thì anh em đừng có lấy bất diệt trước cái món đồ đấy. Nếu mà xuất hiện trong một round xuất hiện cả cái bất diệt và cái hút máu cuối thì anh em hãy chọn cái hút máu cuối trước đó. Còn cái bất diệt thì khi nó thế này, tại sao lại không lấy bất diệt thì tôi cũng xin chia sẻ với anh em luôn. Đó là khi mà anh em bị dồn đam mạnh như những cái nhà như là ở trong trận đấu này chẳng hạn, có Witcher này, dồn đam mạnh này, hay là anh em có cái bộ mết ấy. Đấy, nó dồn đam mạnh thì anh em có thể anh em sẽ bật bất diệt ngay lập tức. Đó, và anh em không có một cái lượng hồi máu thì anh em sẽ chết ngay. Đấy, và cái con này là có một cái yếu điểm đấy là khi mà anh em bật bất diệt lên ấy, cái lượng máu của anh em thấp quá thì nó sẽ không tung được skill đâu anh em ạ. Con này nó có một cái yếu điểm là khi mà anh em dưới 10% máu thì anh em sẽ không tung được cái skill nữa anh em nhá. Đây là một cái lỗi tại ẩn. Đấy, chỉ có những cái người chơi nhiều người ta mới hiểu. Đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ cho anh em luôn. Tôi chơi cái bộ này nhiều rồi, tôi biết khi mà cái lượng máu con này nó dưới 10% nó sẽ không tung được skill nữa. Đó, anh em nếu mà anh em chơi nhiều anh em sẽ nhận ra cái điều đấy. Dưới 10% anh em nhá. Rồi. Khi mà bất diệt bật lên thì máu nó sẽ rất thấp. Và nếu mà không có khả năng hồi máu thì chắc chắn là anh em sẽ không tung được skill nữa đâu. Rồi. Trong cái trận đấu này tôi đã có món cái món đồ hồi máu rồi nên là cái việc mà chúng ta khả năng hồi máu đó là có và chúng ta có thể lấy bất diệt được. Đấy. Ê, rune không ra gì này. Rồi. Giải tán được cái slot thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn thế này thôi anh em ạ. Chứ cũng không có quá là khô máu để còn giữ tiền lên 10 mà. 26 tôi lên 10 thôi. Tôi không có rune cái con thần chết lên 3 sao đâu. Đấy, tôi chỉ có cố gắng là form một cái đội hình Warlock cho nó dày dặn một chút thôi nha anh em nhá. Chứ còn không có ý định là lên 3 sao. Lên 3 sao nó cũng không mạnh hơn mà. Đấy. Trận này anh em có thể thấy là chúng ta gặp cả một cái nhà mà chơi Insectoid. Nên là cái việc chuyển sang Warlock là nó rất hợp lý luôn ạ. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đập thực sự rất lực luôn ấy. Cái lượng đam của nó là rất lớn anh em ạ. Lượng đam rất lớn luôn. Mặc dù chưa phải 6 Warlock đâu, nhưng mà cái lượng đam của nó đã là gây ra được 4k đam rồi. Đây là giai đoạn giữa game. Rồi, round này chúng ta giữ lốt cái round này thôi. Round sau sẽ bán hết Warrior. Sau đó thì chúng ta sẽ lên level 10 luôn anh em nhé. Ok. Round này có một con Rubik nhưng mà tôi sẽ không mua. Và tôi cũng sẽ không mua xuống trong bàn cờ The Rune để kiếm 2 sao làm gì cả. Những cái con này là những con kích hệ thôi. Kể cả là con Godline nó cũng chỉ là con kích hệ thôi. Những cái con nhân vật chính ở trong cái bộ Warlock thì chúng ta mới cần. Là con Ác Mộng, là con Shadow Evil, là con tướng chính của chúng ta chính là con thần chết đấy. Sunbow Exit còn lại thì chúng ta không có quan trọng lắm. Một sao cũng được. Kể cả Bad Omen bây giờ ra một con là ok rồi. Ok, lên 10 đó.
Rồi, lên 10 rồi anh em nhá. Thế thôi. Tôi sẽ lên 10 luôn. Roll mấy cái là chỉ xem là nó có lên được con nào thêm 2 sao cho nó dày đội hình không thôi, chứ còn tôi cũng không có ý định là chúng ta phải khô máu level 9. Cứ lên được 10 đã, đủ đội hình đã rồi tính. Rồi, ok rồi. Thôi, nói chung là đủ bộ rồi anh em ạ. 6 Warlock. Rồi, lấy cái chống Doom luôn nha anh em nhá. Cái bộ này rất là sợ Doom đấy nhá. Bộ này rất là sợ Doom. Khi mà chúng ta lên 3 sao. Trận đấu này thì có, nói chung ấy là chúng ta không có con Khan. Đấy, chúng ta chỉ có con Zerg này và con Battleman 5 đô thôi. Không có Dark Spirit. Nên việc Doom trúng vào cái con tướng 3 sao nó sẽ khá là dễ đấy nhá. Rồi, gặp nhà 9 Warrior thì vô tư chúng ta đã chuyển sang Warlock rồi. Rất mạnh luôn anh em ạ. Đập đến 7k đam. Thực sự là rất là lực. Ok, chúng ta lại có đồ này. Mà đồ này thì chưa đổi được cái gì cả. Thôi, tôi chưa đổi đâu anh em ạ. Từ từ ra. Tự nhiên lại ra, thế lại có tiền lại đổi tiếp. Đổi luôn đồ cam luôn đi chứ. Ok, đổi luôn đồ cam, ngại gì. Đủ 9 phát rồi, đổi luôn đồ cam anh em ạ. Hay quá nhỉ. Rồi, đây. Sẽ lấy cái vương miện rực rỡ trước. Ok nha anh em nhá. Đấy, tôi sẽ lấy cái món đồ khá là imba trong cái thời điểm hiện tại. Phải nói là rất là ngon ở trong cái những cái món đồ cam đấy. Vương miệng này bây giờ là, mặc dù là nó đã lép rồi so với cái phiên bản trước update mới gần đây ấy, là nó đã lép rồi, nhưng mà nó vẫn đang rất là mạnh. Món này nó sẽ khá là khỏe, giúp tôi khả năng là nếu mà bị Doom ấy thì đứng im vẫn có thể gây đam. Mà cái bộ Warlock này thì gây đam là hồi máu. Trời ơi anh em ơi, có quả cầu vực thẳm rồi, ngại gì, ngại gì, level 11 rồi hả bạn? Kinh đấy, nhưng mà không ăn thua. Ây giời. Đấy, bây giờ nhá, vừa lấy xả tiền một mạch rồi, xong bây giờ lại mạnh anh em ạ. Này, lại đổi tiếp được đồ này, đổi thêm món cam nữa. Ok, nhưng mà chưa đủ. Như này thì sao? Đổi luôn, không nói nhiều. Bất diệt, chắc chắn là bất diệt rồi anh em ạ. Trong cái bộ 6 Warlock này thì chúng ta lại không cần cái mặt lại hút máu cuối lắm. Đấy, nó lại có cái hay hơn cái bộ gót đỏ cái chỗ đấy, là chúng ta không cần cái mặt lại hút máu cuối. Vì vốn dĩ là cái bộ này nó có khả năng hút máu rồi. Đó, thần chết, bây giờ thần chết này gọi là Cortex Sky đấy. Cortex Sky đấy. Hút máu, thần chết hút máu như chơi kiểu... Không chơi kiểu thần chết châu bò sáu đỏ như cái trận trước nữa. Và con này nói luôn là nó không sợ bộ Witcher. Không có khả năng là hút mana. Vì con này nó không dùng mana. Thoải mái luôn. Vào phát là đập luôn. Không sợ Witcher. Đấy, Witcher chúng tôi này. Quá khỏe anh em ạ. Solo lết với hai thằng bết rồi. Cái thằng Witcher chắc chắn là bày mẩu. Gặp Lâm Rồng thì đi rồi. Bộ đấy gặp Lâm Rồng ăn làm sao được. Phải nói nó phải chuyển sang là kẹp cá. Nhưng mà nói chung là tầm này muộn rồi. Không chuyển được. Chuyển sang kẹp cá nó phải chơi fake. Nó phải kiếm được cái con ấy cơ. Chơi kẹp cá kiểu kẹp cá hàng riu thì không ăn thua. Bây giờ phải kẹp 6 cá thì mới ăn được cái bộ là Lâm Rồng 9m. Ôi trông to Lâm Rồng 9m. Hai cái nhà mết nó to quá đáng luôn ấy. Thật. Cái nhà có con gấu 2 sao còn rớt. Vãi đài luôn. Thằng này thì cũng tướng 5 tiền cũng ra rồi. Đấy, bây giờ một mình con chiến thần của tôi là solo hết cái đống này luôn. Thần chết cực kỳ khỏe với cái quả cầu vực thẳm này thì kháng phép lượng kháng phép của nó là
Bây giờ là kể cả là trừ kháng phép vào thì nó vẫn là kháng phép vào 5% ấy kìa. Vẫn có kháng phép trên người luôn. Rất trâu bò. Rất là trâu bò anh em ạ. Ui chuyện này xanh chưa này. Round 30 rồi mà vẫn 22 trận thắng liên tiếp. Chưa có một cái trận thua nào luôn. Ôi vẫn 100% màu để hết game anh em ạ. Bây giờ tôi chuyển sang 6 cá thì sao nhỉ? 6 cá kẹp với gót. Nhưng mà không. Trừ khi là cái trường hợp mà thua thôi. Chứ còn tôi nghĩ là để mà sức mạnh con này đạt tối đa thì vẫn sẽ là 6 warlock anh em ạ. 6 warlock thì nó mới tối đa được. Chứ còn kẹp cá vào máu con này có một tẹo thì đập nó không sướng lắm. Nhìn nó không đã anh em ạ. Con này nó hồi máu lên ý. Xong máu nó to nó dã cho một phát chết luôn ý. Thế là hay nhất. Nhưng mà để so sánh với cái bộ 6 đỏ ấy, thì đây này anh em nhìn này. Nó dã 2 phát, 3 phát, 4 phát rồi mà nó cũng chỉ 5k máu thôi. Tức là thực ra là nếu mà con này đánh một lúc sau thì cũng chưa chắc đã bằng là cái bộ 6 đỏ vào giai đoạn đầu game vào phát là máu 5000 luôn đâu. Tôi nghĩ là con này nó chỉ mạnh hơn ở cái khả năng hút máu thôi. Mạnh hơn ở khả năng hút máu khi mà kết hợp với 6 warlock. Nhưng mà gặp mấy cái bộ beat thì cũng tôi cũng không nghĩ là nó ok hơn bộ đỏ đâu anh em ạ. Bộ đỏ là có con heo, là có con bad omen. Ở trong cái bộ đấy nó khá là nó nói chung là cò quay để cho cái con tướng nó đủ thời gian để nó khỏe. Đấy. Rồi, lên được 3 sao. Quá tuyệt vời anh em ạ. Hay quá nhờ. Rồi, nói chung là cái trận này tôi nghĩ là cũng đã ngã ngũ rồi. Lấy luôn cái găng tay không sợ hãi này. Bây giờ chúng ta sẽ phải bỏ món ra. Tôi nghĩ là tôi sẽ bỏ cái hút máu ra anh em ạ. Cái chuỗi dây chuyển xương này tôi sẽ bỏ ra. Cái hút máu ở trong cái bộ này đâu cần đâu. Bộ này 6 block thì chúng ta có nội tại hút máu rồi. Không cần hút máu nữa. Tất nhiên là cầm hút máu thì nó sẽ hút được cái lượng máu nhiều hơn. Nhưng mà tôi cũng thấy là nó cũng không cần thiết. Con này nó đủ đồ thì nó cũng sẽ vô địch rồi. Bị rồng dí rồi kìa. Rồng 3 đô dí nhưng mà vẫn đang rất hiên ngang ở đây. 6k máu rồi. Ui ôi nhưng mà bị rồng dí nên là đam không có nhiều. Châu này anh em lại. Ui mẹ ơi vãi không chết. 200 máu rồi lại đầy. 200 máu rồi lại đầy. Ui máu lại đầy rồi. Máu lại đầy rồi. Quá khỏe anh em ạ. Làm gì bạn ơi. Làm gì nữa đi. Con rồng nó sống đến cuối nhưng nó cũng không thể giết được tôi. Ui nhìn cái con chiến thần, con thần chết khổng lồ tôi lại trông lực thật sự luôn ấy. Thề dã man, nó trông như cái cú bổ của nó lực quá đi mất tôi. Không thể tin được. Thực sự là rất là mạnh mẽ. Tôi sẽ pick cá vào nha anh em nhé. Trong cái trường hợp mà chúng ta thua thì chúng ta mới chuyển. Còn hiện tại thì 100% máu, 23 round thắng liên tiếp. Quá mạnh mẽ luôn. Chưa có dấu hiệu dừng lại anh em ạ. Vẫn đang tiếp tục gia tăng cái streak. Lượng đồ này tôi nghĩ là mắc binh rồi đấy. Không còn thêm được cái món đồ gì đâu. Nếu mà có thêm ý thì tôi nghĩ là một món đồ cam nữa thay cho cái chống doom, cái giáp blue. Thực ra cái giáp blue bây giờ nó cũng không cần thiết lắm. Do đối thủ hiện tại là cũng không có kẹp doom. Đấy, không có ai kẹp doom cả mà họ chơi là 9m 5 rồng và cái bộ 9m riu. Thằng level 10 là 9m riu, còn thằng 9m mà lên level 11 thì nó là 9m 5 rồng. Vậy là chúng ta không có cần phải là kẹp có cầm cái món chống doom nữa. Họ không kẹp doom được. Không có slot để kẹp doom anh em ạ. Muốn kẹp doom thêm vào cái bộ này, họ sẽ phải bỏ cái bộ 9m đi. Hoặc họ sẽ phải lên level 12. Trâu lắm anh em ơi. Thực sự rất khỏe ấy. Thề. Lượng máu của nó cũng chỉ 5k máu thôi. 5k9 máu thôi anh em ạ. Anh em nhìn thấy không? Đến late game giờ giết hết tất cả các con địch rồi. Mà lượng máu của nó cũng chỉ bằng cái con đỏ đó đấy. Chứ nó cũng không hơn nhiều đâu anh em. Trừ khi là anh em gặp những cái bộ như kiểu Insectoid này. Hay là những cái bộ như là 6 đỏ ấy. Thì cái bộ này nó mới chứng tỏ cái sức mạnh của nó là vượt trội. Còn anh em gặp những cái bộ đam to ấy. Thì tôi nghĩ cái bộ này nó yếu hơn bộ 6 đỏ đấy anh em ạ. Ví dụ như bộ này gặp bộ Hunter thì tôi nghĩ là không ngon bằng 6 đỏ đâu.
Hay là gặp bộ bít thì cũng không ngon bằng sáo đỏ đâu. Trận này chúng ta gặp những cái bộ dồn đam phép thì tôi nghĩ là bộ này ngon hơn bộ sáo đỏ. Đấy, nếu mà gặp những cái bộ dồn đam phép này, chúng ta bị dồn gần chết, sau đó chúng ta tung trưởng, chúng ta lại hồi máu thì ngon hơn sáo đỏ đấy. Thực ra là cái trận này phải nói là cái con này của tôi ấy, nó có cái đồ ngon quá, nó là từ cái đồ mà counter của đối thủ rồi, nên là cái việc mà chúng ta không chuyển sang sáu cá nó cũng là bình thường thôi anh em ạ. Có khi là tôi nghĩ là cũng không cần chuyển sang sáu cá đâu. Tất nhiên là tôi nghĩ là một chuyện, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ phải chuẩn bị trước nha anh em nhá. Nó bây giờ nó mắc binh rồi, bây giờ nó dồn đồ cho cái con 5 đô, dồn đồ cho con Lick, đồ dồn cho Lick, còn thằng này thì nó dồn đồ cho, tôi nghĩ là cái thằng 5 rồng 9 mét thì nó sẽ dồn đồ cho con già đó. Nhưng mà tại sao dồn đồ cho rớt nhỉ? Dồn đồ cho già, dồn đồ cho già, dồn đồ cho già thì già này cũng ok. Bây giờ già nó cũng không ngu như ngày xưa đâu. Ngày xưa thì con già này nó có thể là quẹt ngu, nhưng mà bây giờ nó chắc chắn nó sẽ quét vào cái chỗ đông người. Ấy anh em thấy không? Trời ơi, 36 round là có khi là kết thúc rồi anh em ạ. Khả năng là 36 round là end game. Tôi nghĩ là như thế. Đối thủ hết cửa rồi. Có khi là cũng chả cần chuyển sang cá đâu. Thôi nhưng mà tôi cũng sẽ mua con Medusa này thay cho con ốc. Đánh nói chung là vẫn phải cẩn thận. Chứ còn bây giờ mà chả nhẽ lại để cho một phát đối thủ có đồ ấy. Tôi thấy là đối thủ bây giờ thiếu cái hack. Chứ còn đối thủ có cái xung kích cam rồi thì cũng khá là nguy hiểm đấy. Máu nhiều mà bị ăn một phát xung kích thì cũng thốn lắm. À, nếu mà trong cái trường hợp mà bị thua là chúng ta còn có cái mà chúng ta xoay. Không đến lúc mà thua mà không có cái gì xoay xong rồi về top 2 thì nó phí clip ra. Ok. BKB. Ui giời ơi, quá ngon. Thay cho áo chống đuông thôi. Cho con ác mộng cầm. Đấy, đồ thừa giờ dồn chỗ ác mộng thôi. Chúng ta sẽ không rèn thêm nữa. Bây giờ con ác mộng nó sẽ còn 2 slot. Đó, để đấy, để slot cho ác mộng. Tôi nghĩ là round này nếu mà giả sử như mà tôi gặp cả hai nhà chắc chắn là round này là round cuối rồi. Ok. Còn nếu mà tôi chỉ gặp một nhà thôi thì chúng ta sẽ có round 2 37. Nó sẽ có cái round tiếp theo. Thần chết bây giờ quá mạnh rồi anh em ạ. Không có một thứ phép thuật nào có thể là cản trở cái con thần chết nữa rồi. Không thể cản. Đồ bây giờ có BKB rồi thì cản cái kiểu gì nữa. Trời ơi, bắn làm gì có đam, miếng đam ở đâu. Chưa tính đến những cái con như là con ác mộng vẫn có thể sống được. Bởi vì nó có đồ rồi anh em. Ác mộng bây giờ có đồ rồi cũng trâu lắm. Trời ơi, anh em nhìn kìa. Chắc chắn là mỗi round sẽ lọt hai con. Chắc chắn là mỗi round sẽ lọt hai con luôn. Một thằng đã ra đi. Còn thằng cuối cùng thì round này là round cuối rồi anh em ạ. Hết tiền luôn anh em nhá. Có kịp lên ác mộng 3 sao không này? Ừ, rớt đấy, rớt 2 à? Ôi chết rồi. Không lên được ác mộng. Thôi được rồi. Hết giờ rồi anh em ạ. Đập trứng có rớt đó. Hết slot rồi. Hết slot rồi. Còn rớt là cũng chả tung trưởng được. Chắc là tôi sẽ dồn đồ cho rớt ở round sau. Tôi không dồn đồ cho ác mộng nữa anh em ạ. Ơ mà round này có đi luôn không? Chắc là tôi nghĩ là đi. 11 máu, 2 con. 11 máu, chắc là chưa đi nhỉ? Chắc chưa đi đâu, chưa đi đâu. Chưa đi đâu. Vậy là round này round quyết định rồi. Rồi, roll load.
Doctor lên được 3 sao chứ không phải ác mộng anh em ạ. Ui ra rớt này, nhưng mà lên 2 sao rồi, thôi bỏ. Rồi, round cuối cùng rồi. Dồn đồ cho rớt đi. Cho rớt là sống. Rớt là sống, giật nó là thốn. Đối thủ nói chung là bài rất là to nha anh em nhá. 5 đồ full 2 sao hết rồi. Ra là cả gấu mết 2 sao, thậm chí là một con phượng hoàng 3 sao luôn. Mà không ăn thua. Chồng xì đà lắm anh em ạ. Chưa thấy cái cửa gì ăn được luôn. Ui đao này tôi còn có tận 4 con đang sống này. Ui con đẻ một đống đệ từ Bad Omen. Ui giời. Thì đẩy nhiều máu luôn anh em ạ, 15 máu. Chứ đâu có phải lọt 1-2 con đâu. Dã man, khỏe thật sự. Anh em thì anh em đánh giá như nào? Liệu rằng cái bộ Warlock này là có khỏe hơn cái bộ 6 đỏ không? Hãy đánh giá cách công bằng nhá, chứ đừng có nói là hai bộ để đấm nhau. Với hai bộ để đấm nhau đương nhiên là cái bộ Warlock là ăn được rồi. Đấy, nhưng mà nếu mà đánh giá một cách công bằng, đánh với những cái bộ khác nữa ấy, thì liệu rằng cái bộ đỏ hay là cái bộ Warlock nó sẽ là cái chân lý. Thì anh em thử đánh giá xem nhá. Anh em hãy để lại dưới phần comment cho tôi. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em hãy like nếu mà anh em thấy video này có ích cho anh em. Anh em có thể đăng ký để xem thêm các clip khác của tôi nhá. Nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi kết hợp với bộ 6 đỏ, xem là cái con thần chết này trong bộ 6 đỏ nó có mạnh mẽ không anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi counter bộ Hunter trong cái thời điểm hiện tại hot meta nó như nào. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!